À, thôi cố được chừng nào hay chừng này ha, chẳng thể thử bao cách làm khác hơn được. Tôi cố gắng tôi nói cho nó liên tục, nhưng mà nó cách dài ngày quá liên tục thành đứt đoạn lên. À, trong này các chị cũng nhiều người bận rộn gia đình quá mà bận rộn làm ăn buôn bán, cũng cũng có thể khó khó nhớ lại hết được. À, ai nhớ được chừng nào hay chừng đấy thôi, mình học đây cũng phải học để cố làm giàu làm sang gì đọc cho mày hiểu, hiểu biết chừng nào hành chừng đấy, chừng nào nhớ bao nhiêu làm chừng đấy cũng được. À, cho mình thì cũng đừng có già nó ác độc vậy thôi, để khỏi khỏi bị đọa lạc. Nhớ trong đừng có ác độc, đừng có gian dối, đừng có gì đó thì cũng đỡ rồi, còn muốn tiến cao nữa thì phải học. À, bây giờ nói là cái giới nha, giới thì nói tới mới được, chắc thiệt ra nói đại khái vậy cũng chưa hiểu hết đâu. Với là trong cái giới này á, giới là gì thì nhắc nhiều lần rồi, chắc mà nhớ đó, giới mà là sự cấm đoán. Nhiều người biểu thọ giới, thọ tam quy ngũ giới, ngũ giới sở tu rồi cấm đoán, mà cái này thì phong tục mình hồi xưa vậy đó. Hồi xưa là hiện đi quy năm giới là tu, như hồi xưa cái đằng Kiều đi tu á, tam quy ngũ giới cho nàng xuất gia, rồi mấy thầy mới nổi lên phản đối, mới vô trả miếng nhiều Phật giáo, cái năm giới tại gia cũng vô đó thiệt trong đó. Hồi xưa đi tu của năm giới hả, nó chùa năm giới thì mấy cái chuyện thọ sa di đâu cũng vậy, nó 10 giới thực sự trong chỉ có năm giới này, năm giới tại gia á, kiểu vậy đó. Mấy thầy mình chả hiểu lịch sử chứ chi nó ẩu chơi mới vô hồi đó, ở đâu đâu thì biết rõ mà, nó vẫn vô chả biết tam cái gùi vậy cho nàng xuất gia, xuất gia cho con năm giới thì ra cái thọ sa di thập giới mới sau nữa mới cải tổ sau này thôi. Mình trước kia cũng mình thì nghe là cái Phật giáo nó cũng cái thời có nhiều thời buổi, không phải lúc nào cũng được là hoàn hảo đâu, trong cái thời kỳ khó khăn rồi giặc giã rồi các cái thầy sơn tăng rồi. Đấy, nó cái vấn đề nó dài dòng lắm. Sau này mình cải tổ nhất là từ cái hồi bắt đầu Phật giáo Phương tới bây giờ đó, thì chuẩn mực xuất gia tại gia, có thọ giới Bồ Tát giới tại gia cũng đầy đủ tương đối chút, nhưng mà cho hoàn hảo chưa lắm đâu, chẳng còn thời gian dài nữa. Đấy, cho nên chỉ mới hiểu cái giới ấy. Thực sự ra là ở cả cái làng tu chẳng hạn thì chả có ai thọ khi nào ấy. Đấy, mà khi nào mà đã thọ giới rồi có những quy đó, một tháng phải ăn chay nha, bắt buộc chay 2 ngày như cái ăn cũng nổi. Nhưng mà nói gì lần để hiểu là cái giới là gì rồi. Ông thầy giáo thì đương nhiên là trong cái có sự cấm đoán thiệt, nhưng mà cấm đoán không phải là cái mục đích, không phải rằng là cái chính của giới, mà vì sao lại cấm đoán. Ông thầy giáo phải giữ tư cách ông thầy giáo, không được làm chuyện này, không được làm chuyện kia, thì làm sao cái đó tăng giá trị của ông thầy giáo lên. Ông càng kiêng cự nhiều thì cái giá trị ông thầy giáo còn căng lên, thì cái giá trị của mình tăng á, cái phẩm giá của con người, phẩm chất của nhiều giáo nó tăng á, thì do bởi cái chỗ cái đạo đức, tức là cái này không làm cái này không làm cái kia, tức là có cái tập tính của nó. Thí dụ con chó chẳng hạn, nó có cái tập tính của nó, có giá trị của nó, nhưng mà con chó không trung thành với chủ thì con chó không có giá trị, thì người ta sẽ loại nó ra, loại cách nào không biết, có người loại nó vô lò luôn với tiệm chó, có người loại đuổi ra đường không nuôi nó nữa, cho nó đi đâu đi, không cho nó vô nhà, cho nó phản chủ mà. Đó, thì giới cũng vậy đó, cho nên mình hiểu, mình hiểu nhiều khi nó thôi quy để giới đó cả làm gì, nhiều khi thì cứ nói rằng thì tu Phật thì bố thí phóng sanh giờ là đủ rồi, nó hiểu giới là gì, cái đó có phước thiệt, nhưng mà không làm tăng cái phần giá của con người trong đạo Phật, là cái giá trị con người trong Phật giáo là gì, không phải là giàu sang mà là chức vụ hay là đạo đức ở thoải mái nhớ đời là đủ, hiền lành nhớ đời là đủ, hiền lành như con nai con bò thì con thỏ, vì hiền lành đó chưa đủ là thành phẩm giá con người. Trong cái sự tu tập của ngài có cái sự tiến bộ con người ta, cái đời sống, cái mục đích của chúng ta con người á, phải cái chừng đấy mà thôi. Ai hiểu rằng mọi người đều có Phật tánh, tức là có một cái giá trị, mỗi người có một giá trị rất cao đấy, mình bao giờ biết. Trong kinh hay thí dụ đó, giống như một người mà rồi ấy là có một bạn đó, ông bạn cho một cái thỏi, một tờ cái hạt ngọc ở trong túi ấy, đọc kinh Pháp Hoa có mà. Nhiều bạn ở bạn kia ngủ say quá, ông bạn này đi gấp, mình thấy một bạn mình nghèo đấy,
cho một cái viên ngọc bỏ đi. Ông này sau đi tôi đâu biết trong chéo áo mình có cái viên ngọc. Có ví dụ người thì trong chéo áo mà giặt vẫn biết chặt được mặt cả đời, không giặt có giặt thì biết liền cái gì. Ví dụ cái hơi kỳ đấy, chặt người dơ quá không giặt. Để nhau sắp như bằng cũ thấy nghèo quá sao anh đương sinh mày, nói là nghèo quá mình sức yếu đi làm ai cầm thê là mướn khổ. Nó trong cái áo tôi hồi trưa anh ngủ say quá tôi có việc gấp tôi cho cái viên ngọc trong thì kéo ra đi. Ủa liên mà phải giàu sang đâu này mới giờ mười mấy năm trời bây giờ cái áo điểm trong viên ngọc. Nhưng mà có câu chuyện khác có dựa như định kế tự nhiên quen rồi có chuyện người cùng tử đó sinh ra trong một cái gia đình tự nhiên thất lạc ngay từ bé, không biết mình là con của một cái ông trưởng giả giàu sang giàu nhất nước á, phải đi làm thuê làm mướn đi xin ăn vất vơ vượng du thủ du thực mà. Rồi bữa đi ngang cái nhà ông trưởng giả thì ông ở trên lầu nhìn thấy thì là phúc chí tâm linh hay là hay là cái gì mà tình tình cảm huyết thống gì ông cảm giác ông thấy chắc là gì cái anh này giống 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 má ông, chắc là giống má ông nhìn thấy liền, ông nhìn lên lầu ông nhìn thấy ông đấy là con thất lạc của mình để đem về thì không biết có phải không, về để thử coi. Chà, ông xã lời thở ra mấy người gia nhân á, gia nhân chạy ra, cái này chắc là cái nước hoa nghe nhiều tôi sẽ nhắc lại được, chạy ra hiện nay cái đám gia nhân đâu biết chủ hiểu ra ra dắt nó vô thì cứ ra áp lực thôi. Ông này đang chạy tự nhiên theo có người ở trong nhà chạy ra người ta sang cả cho đi tới nhà giàu thì bận ăn bận giàu sang chứ đâu phải để tới nhà giàu ông bận lôi tôi được. Thấy ra anh sợ quá anh dọn anh chạy mình chích trà rồi mình ở đây mình đứng trước cổng người ta lại ta bắt mình rồi, chỗ này giàu quá mình làm thuê chỗ nào cũng thuê chỗ nào cũng được, dọn chạy người ta bắt công ổn được những xỉu rồi đó. Ông bố không thấy vậy thôi rồi xỉu tôi thản ra đi để tìm cách đó rồi sau ông đi tìm cách nó cho người tới thuê thì do người tới cũng ăn bận lăn lùi tới nói vừa tôi với anh con người chỗ làm thuê hay lắm anh tới làm thuê gì quét rác dọn vệ sinh nữa đó. Nhà người ta ở sân sau giống cho sân trước thì giàu quá vô quen lần lần rồi làm quen từng người này cái từ từ đi vô từ chỗ cái sân dơ dãi quét bùn lầy quét chọn rồi vô từ từ rồi cái sân cũng sân sau mà đi từ từ vô tới nhà trước còn ra trước quen chả thấy gì. Thời gian sau ông già ông cho cách chức lên để cho làm khả năng lên, ông liền có khả năng từ từ cuối cùng làm tới quản gia quản lý quản gia tôi sắp đặt một cái thay ông làm hết cuối cùng ông mới cáo tri cho bà con làng xóm vua chú người nói đây con thất lạc của tôi thì người ta cũng vậy đó, cái phẩm giá con người không phải đơn giản, đúng ra khi người ta quy y Phật pháp tăng quy tâm bảo đó là nạp đơn xin nhập tịch là xin để xác nhận là thuộc về dòng họ của Như Lai, gia tộc của Như Lai, chủng thánh của Như Lai, không bao giờ biết quy Phật quy pháp quy tăng là quy Phật nương tựa Phật, mình nó chỉ hiểu theo nương tựa Phật để ngài là phò hộ cho làm ăn tốt đẹp luôn luôn hộ mình, nếu với cái tâm đó luôn phò hộ ngài bữa nào làm ăn thấy đàng hoàng thì về mua nhang mua quả thắp nhang thờ tới lúc làm ăn ra tối sao thả Phật Phật trách nhiệm để ra tha chuyện nó xảy ra nhiều lắm không có ít đâu. Nhưng mà người quy hiểu nghĩa ở đây chúng ta quy để làm gì, tăng giá trị thành của y rồi sau đó phải có giới và sửa được cái tính cách của mình nó có sự tiến bộ. Thế nên đúng ra trong cái nâng cao rồi cái giới khả năng là phòng hộ, mình nói khả năng là phòng hộ nhau, nhớ chữ này không, khả năng giới là phòng hộ đó. Không cấm đoán cho nó phòng hộ, cấm là gì ta không làm được là vì sợ nó ra đường chạy không được, chạy bao nhiêu cái số cái chỗ nó chạy bao nhiêu thôi, 40 cái 60 chạy 80 có thể tai nạn, cái chỗ này tăng cái đường tông bao giờ là chạy 60 thôi hay là 40 thôi, nếu chúng ta một quẹo bẹ lái gắt quá chứ có 80 không bớt ra là nó tai họa. Nó là phòng hộ như vậy, không phải là sự cấm đoán mà nó đề phòng cái hoàn tất là phòng hộ bảo hộ của mình. Chứ phòng hộ này nó nghĩa mà từ tiếng Phạn có nghĩa là bao che. Cái thân ta nó hiểu rồi nè, cái tâm ta nó giống như cái mục ghẻ vậy đó, cái mục ghẻ nó dễ bị chấm trùng lắm,
thành ra là phải là cái vải tốt, vải sạch sẽ bao che nó lại để ra đường nó bụi bặm, nó đừng có dính nhà, nó gọi là khả năng phòng hộ. Cái nhiệm vụ có ba bậc phòng hộ nha: phòng hộ dục giới, dục giới này, trong dục giới trong là thế giới của chúng ta này. Phòng hộ có ba, tên có ba, một hai đề một này, là dục giới. Thì trong cái dục giới này, cái phòng hộ này làm sao thực sự ra trong cái nghiệp, đúng ra mấy cái giới nó phòng hộ là gì để đừng tạo được cái nghiệp nghiệp đạo. Nghiệp có thân là có ba mà miệng là có bốn đó, rồi ý là có ba. Okay. Okay. Thì ta tạo những cái nghiệp, ví dụ như sát sanh trộm cắp tà dâm, nói dối, nó gạt người ta, tất cả những cái tà nghiệp đời sau là sa đọa, không làm được con người nữa. Thành ra người ta giữ giới không phải cấm làm cái nợ chừng kia, mình ngăn ngừa, cũng như trên đường vậy đó, tìm cách mà tránh, tránh đi xe đi cộ, tránh cái ổ gà, tránh cái hang hóc, chứ không có để bị ngã bị té. Cẩn thận đó, cho mà nói với mà cấm đoán không phải, không có cái gì cấm đoán hết, muốn làm thì làm, không làm thì thôi, không có sự cấm đoán gì. Cái người đi mà thành thạo rồi thấy tự nhiên, người thí dụ đi đường lạ đó, thấy đường xấu, người đi lái xe đường xấu tới đề phòng chuột ổ, người đi quen rồi chả có gì tự nhiên, chả có cần gì đề phòng, đi mà đi mà nói chuyện mà tỉnh bơ đi qua như thường, thì thành giới có khả năng phòng hộ. Đây là dục giới, nhưng phòng hộ cái gì? Như phòng hộ ba nghiệp. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng ba nghiệp đó nó thân và khẩu khác với ý. Thân và khẩu á, nó là thuộc về về vật chất sắc pháp, tức là tay chân miệng mồm, tất cả những thuộc sắc của người ta có hai thành phần, nó hai phần, một là sắc và hai là tâm. Một á, mình nói trong cái cơ cấu con người, được cơ cấu sinh học sinh lý đó, sinh học đó, cơ thể con người đồ máu huyết có hệ thống thần kinh nó điều khiển tất cả, muốn làm muốn đưa tay đưa chân có hệ phản xạ hay là không phản xạ, nó có cái thần kinh để nó điều khiển. Như ta đi đứng ta tập gió, ta học hành viết lách, học chữ học nghĩa, học vẽ học về học nghề, tất cả những cái này đều đều có huấn luyện bởi tay chân và óc não. Cái chân ta cũng vậy, cái tay cũng vậy, muốn học nghề cho thật giỏi phải học từ từ nhiều lần, chứ không phải nói tới tới không thể không biểu làm cái này cái là xong đâu, học với tính vậy thôi. Được cái bằng tính ra, đây là cái bằng phím này quánh này, tập thì phải tập, có bài tập thời gian sau thuần thục mới được nữa. Tức là cái này là cái phần về thân thể, cái ý thức không được cái thân thể. Nhưng mà vì sao vậy? Vì nhớ rằng ở đây là dục giới, dục có năm dục đó, nhưng mà chúng ta sinh ra từ ái dục, thân thể sinh ra từ ái dục, ái dục của cha mẹ, từ ái dục mà ra, thì cái gì liên hệ với dục kéo chúng ta xuống gần gũi hơn. Giống như người mà từ nhỏ tới lớn mà để ăn thịt ăn cá không, thì cái mùi thịt mùi cá nó không nghe tanh, nhưng người từ nào tới giờ không ăn thịt ăn cá mà đi nghe cái mùi thịt mùi cá là tanh, không chịu liền. Chuyện đó chuyện đương nhiên, đã biết cái chuyện này. Đấy, người mà đấy, nhiều khi thấy nó thơm nữa, người mà không ăn thấy khó chịu lắm. Đấy, ăn vô bây giờ kiểu như ngay rồi bây giờ đó, mà người ta làm đồ chay mà đấy, đồ chay cho người ăn mặn nó mà giả thịt vô nó không, người ăn chơi quen ăn vô gấp vô muốn lụm lụm giả đó nhả ra mất bất lịch sự quá, ráng mà nuốt nó cực khổ. Đấy, nhưng mà người ăn mặn quen thấy nó ngon, ô cái chay mình giống cái đồ chay mình giống đồ mặn ngon quá, nó cái người ăn chay quen rồi, cái đồ chay mình đồ mặn thấy ghê quá hai cái. Thì đó tất nhiên là nó chung rã dục. Để tôi kể cái chuyện ông Trần Toàn nó bây giờ người bên Canada đó, hồi xưa bị ông giam ở nhà lao Tự Phủ, kể chắc nghe nhiều lần nào không, ông bị nhốt mà hồi đó là người ta có cái chế độ làm phân xanh. Đấy, cái nhà nước xã hội chủ nghĩa là không có đủ tiền để mua mua phân bón ở ngoài, phân rêu gì đó cũng có. Đấy, thành ra là phải làm phân xanh, nhất nhà tù á, ta đây, nhà nào ấy người ta dùng phân xanh này, nhà tù bên đó mấy cái khu biệt giam người ta để cái thùng phân, anh nằm bên thùng phân cái chứa bên cái hầm á, ông nó nằm mấy tháng trời, mấy cả năm mình sao mấy tháng trời, riết bắt đầu thì cái mùi nó khó chịu luôn, riết quen cái mùi thối, ông kể sau đó nó dựa chỗ khác, chú ông nhớ cái mùi phân, nhớ ông nói ông kể tôi nghe mà
Trời ơi, tôi tưởng tượng bây giờ mà cái cảnh sát công an mà em mà dẫn tôi lại cái chỗ đó, ngửi cái tôi thấy xuống. Bây giờ đương nhiên là ở tù ra mấy năm trời rồi, nghe cái mùi nó sợ, cái mùi nó gọi là mùi ái dục, nó kéo người ta xuống. Cái mùi thanh cao đó, ít khi người ta có thể thưởng thức được, nên phải có tập, nó tập dược hưởng được cái thanh cao, nên không muốn được, không bao giờ thấy, không bao giờ thấy. Cho nên chỉ nhiều khi người ta chê người ăn chay gì cực khổ, ăn mặn ăn này sung sướng, chay gì cực khổ. Tôi hay kể cái chuyện bây giờ cái ba cậu con trai mấy người con gái đó, cậu Út học cũng ra trường rồi, làm kỹ sư gì cũng đi làm rồi, còn chưa trường tới nhà có kỵ có dỗ có tiệc tùng như đó, cậu ăn mình à, mấy chị em thương nói tội người thằng Út bây giờ tụi mình ăn uống rất vui vẻ, ăn uống ăn chay ăn mình tội nghiệp nó, ăn uống trả lời biết ai tội nghiệp cho ai đấy. Thì câu đó đang suy nghĩ, ở giữa bên dùng đang suy nghĩ. Thành cái phòng hộ dục giới, phòng hộ thân và khẩu, giữa phòng hộ thân và khẩu trước. Nếu mới nói là không được tổ không sát sanh, phải có cái lời nguyện đó, giống người ta sinh ra sát sanh những cái tập quán lâu đời rồi. Đương nhiên là cả bây giờ người thọ giới chứ nhiều khi cái phản ứng tự nhiên thấy con muỗi là đọp, thấy con kiến nhí cho nó dẹp xẹp kiểu nó cắn đau quá, kiến nghe con kiến càng mày cắn tao đau quá, mày cắn tao tao cắn mày. Cái tức là những cái tập quán lâu đời, ăn trộm rồi thì nhiều khi ông đỡ ra không có ít lắm, nhưng mà cái sát sanh nó dễ bị lắm, nhiều cái tháng này nó láo đồ dễ bị lắm, nhưng đỡ ra trong người mình nó chỉ có nghiệp sát cái bộ hơi nặng á, còn mấy kia thì cũng nhẹ nhẹ một chút, đã sinh làm người rồi chắc cái tiền bớt ra, người với tuổi thọ với thân thế đầy đặn rồi thì nó gọi là đặng lưu quả của nghiệp bất sát, cái nghiệp bất sát do thọ giới phát nguyện ra tăng không sát sanh thì được cái bằng cái đặng lưu quả hoàn hảo, này là do thọ giới mà nó có, chúng ta nhớ hôm trước rồi vì sao nó có, còn nhiều cái chi tiết khác mình chưa cần biết, chỉ cần biết là thọ giới người là người sinh ra lặng lặng, đương nhiên là có người có thọ giới mà cả đời sát sanh thì đều tránh được, nhưng mà nó không có bảo đảm. À, rồi cái phòng hộ thân và khẩu hai cái tức là bằng giới, khi mình phát nguyện đó thì mình hiểu rằng không, tức là nó đắc giới đó. Vì sao đắc giới đó? Thì cái này cũng hơi khó hiểu đối với người cha học A Tỳ Đàm, cha học Luận Tạng khó hiểu đó. Cứ nói nhiều khi ta thọ giới trong người đã tạo ra một cái lực, cũng những người mà tập võ như vậy đó hay là gì đó, nó tạo ra một cái lực về sao phản ứng tự nhiên, nó nhóm người tập võ tập quen rồi đấy, tập quen tay chân lanh lẹ rồi đấy, tới khi là mình có ai đó thì phóng cái dao tới thọ cái chụp liền, cái này nó tự nhiên phản ý thức những cái phản ứng kịp, người lanh lẹ ngồi trên bàn tự nhiên người ta hất mình, nó đụng cái ly rớt xuống đấy, mình thọ tay mình chụp liền. Nói là nhiều khi nó rớt xuống mình đưa tay cách là nó một chục liền bất ngờ, cái này không thể nghĩ trước được, cái đó phản ứng rất tự nhiên, cái thọ giới như vậy nó lực phòng hộ nó một cái lực, khi mình thọ giới tạo được mình không biết, cho nên cái cần nó gọi là đắc giới như vậy đó, trong cái cung cách thọ với nghi lễ thọ giới, cái nó liên hệ tới vấn đề tâm lý, những cái vấn đề mà lạy lục, cái vấn đề phát biểu, vấn đề nói năng trong cái khi thọ giới, nó có công thức của nó, cũng giống như người ta mà nói lời tuyên thệ trước tòa án, nó có cái câu đàng hoàng, nó lập cái câu đó đúc câu chuẩn, câu chuẩn này thực nó liên hệ tới luật pháp, nó từ khi ta căn tới là câu chuẩn này đúng chữ đúng nghĩa để người ta xử, thì anh tuyên thệ như vậy cái lời đó chứ anh lời mà lời tuyên thệ như vậy thường nếu có, nên nếu mà có khi mà cần ra trước tuyên thệ trước ngài đại diện pháp luật thì cái này ghi thành văn đấy, ta nói rằng bây giờ từ liệu tất cả những gì anh tuyên bố đều có thể trở thành tội, đều thành chứng cứ cho tội phạm của anh hay ra, nên là phải nói câu đó vì tất cả cái này ta ghi vô luật hết á, nó rõ ràng, nhưng mà ta không ghi được, nhưng mà nghiệp thì khỏi cần luật, tự động nó ghi lấy, ghi đâu nó ghi trong não người ta, ghi ngay trong não, mà cái não này mất thì nó còn cái giống như ta ghi cái này hơi khó chút, những người mà điều vật anh nói khi mà não nó hết rồi thì cái ghi trong não biến mất thôi còn gì, nhưng mà cái vấn đề ai thọ ông không 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 có ai mà thí nghiệm mà thằng không biết sau khi chết những cái đi ghi trong não đi đâu, thì cứ tưởng tượng như mình nó đi trong cái vi tính thời xưa, cái vi tính nó
Người vi tính nó cái chế độ mà lưu trữ nó chưa cao siêu như bây giờ, thành ra khi mà ta quên mà tắt máy mà quên quên save và quên lưu một cái thì nó mất hẳn. Còn bây giờ nó có cái lưu tự động, mà dù mình quên nữa thì nó vẫn lưu đó ở trong gọi là OneDrive hay là Chrome Drive gì đó, hay là lưu trên iCloud gì đó cho mình. Mình mua mình làm sao đó thì nó có thể mình quên, nó có thể giữ trên nó cho mình cần cái thuê người lục lại. Thì cũng như vậy đó, cái nghiệp mình làm nó mất đấy. Nhưng mà chúng ta khó biết giữa cái ý thức á, với cái những cái phần xử lý cái vi tính á, những cái hoạt động của vi tính á, nó có giống nhau hay không mình biết, nó hơi khó, mình khó đo đó, tại vì người sắp chết rồi mình chả đem theo đo cái độ đặc đó, độ đo để biết được sau khi chết như thế nào, trước khi chết thế nào, mà chết đi mất tiêu mình chả biết đâu, mình chả biết đâu mà đo cái người mới chết đây, đó cái cậu bé mới sanh kia đó thế nào chạy dấu được, thành cái này rất khó. Thì mấy người mà nó sẽ vi tính là nhiều khi á, học về cái não á, họ có cái cực vi tính chê mấy nhà tâm lý học, chê những tâm vật học cho mấy ông này ấy, không đo được cái não muốn nói sao nói đó. Thì á, cái này thì không thể nói được. Bây giờ mình người Phật tử thì mình cứ tập đó, mình từ mình hiểu thực hành sẽ hiểu, cho nên phòng hai cái thân và khẩu và phải thọ giới mới được. Còn ý thì phải bằng thiền định, ý bằng định mới ngăn ngừa nó được. Ở trong dục giới, trên trong giới nó thọ giới, trong dục giới phải có thọ giới, thọ giới là chính mới tạo ra cái lực phòng hộ được. Không không thọ giới không thể tạo lực phòng hộ, đó là thọ giới. Thành ra cái này nó gọi là biệt giải thoát lục nghi. Cái thứ nhất nó là biệt giải thoát lục nghi, cái chữ này nhớ nhớ thôi, biệt giải thoát đây là giữa có Phật nghe không? Biệt giải thoát mình hiểu rồi, giải thoát cái khổ đau của sinh tử, cái giới này nó luôn dẫn tới giải thoát, chứ không phải đơn giản chỉ rằng khi mình thọ giới đời sau thế này thế kia. Đương nhiên là mình thọ giới bất sát, thọ giới không ăn trộm thì đời sau có thể là không bị những cái nó gọi là đặng lưu quả đó. Mình nói rằng tôi không sát sanh thì sao những quả báo gì đó, sinh là con người thân thể cường tráng trí thức minh mẫn là cái kể tất cả những cái này có thể có. Nhưng mà chữ biệt này nó dài dòng, đa số giải thích đặc biệt mình thọ giới nào thì giải thoát được cái nghiệp đó. Thí dụ giải thoát là tôi không sát sanh thì giải thoát được nghiệp bất sát, cái là chỉ một phần. Nhưng mà chữ biệt ở trong tiếng Phạn hai ba nghĩa chữ prati, prati có nghĩa là cá biệt từng cái một đó, nhưng mà ta một có thể là hướng đến từng cái một, hướng đến thành ra biệt giải thoát có nghĩa là hướng đến giải thoát. Cái giới này á, mình thọ tam quy xong mình thọ ngũ giới thì cũng như người ta sẽ ngoài tấm cần có tuyên thệ tôi từ nay trở đi tôi không sát hại nữa, mà cái lời nói nó có lực, có uy lực thì nó vẫn có, nhưng mà không dẫn tới cái sâu xa, dẫn tới đời sau là cùng. Mà đời sau rồi á, nó giàu sang rồi thân thể cường tráng khỏe mạnh rồi làm như võ sĩ giang hồ số 1 rồi đó, thì đem giết người không góp tay thì cái đó cũng có giới. Nhưng mà người cái giới dần giải thoát thì chính cái giải thoát nó ngăn ngừa luôn luôn hướng đến giải thoát, cho nên vì sao có lăng người của cường tráng nữa, chỉ có giúp người chứ không bao giờ giúp người một cách bừa bãi. Hai cái nó khác nhau, tức là có biệt giải thoát giới, có nghĩa giải thoát không giải thoát, tại vì nó dần tới giải thoát, giải thoát nghiệp sát là khỏi từng cá biệt, nhưng mà lấy chắc chắn dẫn tới giải thoát. Mà đương nhiên là nếu có nghiệp sát thì không thể giải thoát được, để hiểu chứ biệt giải thoát em. Còn lục nghi là cách dịch nghiệp bóng của ngày hồng trang, cái nghiệp chính nó là phòng hộ, nó là phòng hộ ngày hồng trang gì là lục nghi. Thì người Hoa người ta không biết, người già không biết luật hay là kỷ luật, là quy luật không được làm kia. Nghi là nghi biểu là oai nghi, cái này đúng một phần đúng hẳn. Đây luật á thì luật tất nhiên là cấm được làm này kia, luật á là tức là luật này thế nghĩa là phòng hộ, khả năng phòng hộ không được làm được cái đề tài khả năng phòng hộ, nhưng mà khả năng này có được do nghi thức thọ giới. Đấy, cách nó dùng chữ này mà nó chả chả ai nghĩ ra, một ngày hôm trước chả giải thích với đệ tử ngày chả giải thích. Cái này tôi nghĩ đại rồi đó, với đúng hay sai tôi không biết tôi theo cái ý nghĩa tôi nghĩ đại rồi đó, có thể đúng có thể sai, nhưng mà chắc chắn đúng đúng nhớ sai cách nào cũng được.
Bây giờ đây là dục giới ha, bây giờ thấu luận nghi thì trong cái này chúng ta sẽ nói thêm cái dục giới này sao nhớ đến cái đây ấy. Cái thứ hai nữa, đây là vì sao, vì cái dục giới này mình nhớ rồi cả nó để thuộc cái thân người ta, ví dụ như tập thiền cũng vậy ấy. Cái tập thiền tất cả những cái này bây giờ vào hơi thở, giờ vào cái thân này thì không thể ngồi thiền ngồi trống trống một suy nghĩ vẩn vơ được, không thể nào. Đây thì nhiều khi các nhà tập thiền cứ nói rằng cứ ngồi lắng xuống có cái vọng động tâm chỗ nào thì dặn cái vọng động người đấy, cái thiền cao thì mới thiền được, không thể làm được cái này. Tại vì cái tâm vọng động nó đâu vọng động, cái tâm mà vọng động phải cho có xúc mới vọng động, có xúc không thể vọng động được. Mà xúc từ đâu? Cho cái xúc từ ngoại cảnh, xúc nó là xúc từ thắc thanh hương vị xúc pháp, những cái xúc này ngay lúc đó nó có thể xúc tạp mình. Mình ngồi thiền cho gió máy mát mẻ, tất cả những cái nó có thể xúc mà mình biết bất ngờ, mình biết những tiếng động xung quanh, những cái xúc này giống như ta gọi rằng là nó tạo ra những ý nghĩa, thì gọi giống như ta gọi rằng là trong tâm đó gọi là liên tưởng, từ cái này liên tưởng tới cái khác, nó dẫn nó dẫn tới cái khác. Thì cái đó xúc trực tiếp, âm thanh trực tiếp, mình cái đấy mình bao giờ để ý được đâu. Người có thiền mà tinh tế mới thấy rằng là mình ngồi vậy chứ là vẫn bị chi phối hoàn cảnh, mình không đóng giác quan mình được, không tập trung được một chỗ, thành vẫn bị chi phối ngoại cảnh, thành ra cái ngoại cảnh nó dẫn đi lang thang. Trên đây đó mình nói rằng lúc đó mình cứ ngồi mình cứ chờ mình cái vọng tâm này, mình chả biết tâm là gì, vọng là gì. Thiệt ra cái nó gọi vọng tâm nó là cái xúc, cái đi lang thang xúc. Cái này trong kinh gọi là 18 ý cận hành, nhưng mà học ý cận hành thực sự ra cái học Phật giáo mình cho ai biết cái 18 ý cận hành này nằm trong câu xá mà nó quá nhỏ đi. Giảng hồi xưa các ngài mình giảng thì không bao giờ biết cái tâm lý học, những cái tâm lý học về 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 liên tưởng, tâm lý học là hành xử behaviorism đó của tưởng Pavlov rồi trở đi đó, chẳng hạn bên những cái học thí nghiệm đó, nó tạo thành cái gọi rằng là tiếng nói hành xử đó. Thì trong nó có cái gọi là liên tưởng đó. Liên tưởng như là huấn luyện con chó, mà chó huấn luyện cứ đánh kẽn với miếng thịt, cuối cùng không cần không cần thấy miếng thịt nữa, chỉ cần nghe tiếng kẽn không chạy nước miếng, nó liên tưởng. Thì trong cái này vậy, mình không cần cái gì có nguồn gió xúc chạm, cái xúc đó nó chạm một cái gì đó thì nó lôi một cái gì trong quá khứ của mình ra, mình nghĩ lung tung, cái này hơi khó tránh. Thành ra như vậy ta phải tập trung vào hơi thở để khỏi bị chi phối, cần tập trung chừng nào đấy, thì nó càng hay chừng đấy, chứ phải ngồi đó vừa nó chở cái vọng tâm khơi lên. Cái đó gồm cái trình độ cao siêu tôi không biết, tôi cho tới mức đó tôi không dám nói, nhưng mà chỉ chắc chắn sơ cơ thập thiện như tôi biết chắc là cái đó không làm được. Nên là tại vì tôi cũng làm được, tôi nói vậy, tôi tập như nó tôi cũng làm được, thì nó như tôi không đọc tôi làm chả nổi. Tại căn cơ mình thấp mình làm nổi, mình cho rằng không ai làm được, cái chắc có nhiều vị làm được đâu. Mình làm được thì mình nói theo kiểu mình thôi, vậy nè ha. Nhưng mà còn cái xúc nữa, không chạm cảnh ngày mình có tập trung nữa, cái xúc mình tự ý thức về tới trên cảnh, cái xúc quá khứ, xúc của sắc những cái ta thấy trong có cái nghe trong quá khứ, nó động là trong ý thức. Tới khi ta đi cần á, thí dụ như ta cần nó rằng là thở vô dài, cái nó thành hí luận, thì những chữ dài nó tạo cái liên tưởng, mới đụng chữ dài không, cái nó dài đường dài muôn dặm, hay là dài nhớ cái quyết đường dài với người với lữ khách mệt mỏi, đêm dài với người mất ngủ, luôn ngồi dài văng vẳng với người không biết chánh pháp, chữ dài rồi cái dài nghĩ cái đêm dài, đêm hôm qua mình thức, nếu mình thức ở đêm ngủ nó nghĩ lung tung, tức là nó bị cái lương tưởng nó kéo dài mình không chặn được. Đó là tất cả những cái đó, nó gọi rằng là cái gì nó xa quá rồi em. Thì người ta gọi là mới điều trị cái tâm ý như thế nào. Thành ra là thì nó dài quá, lúc kết lại chút. Thành ra thế giới này, trong cái này á, là thân và khẩu, thấy không nè. Tại vì sao người ta cái việc giải thoát là chú trọng với thân và khẩu, nó phản ứng tự nhiên của thân và khẩu. Cái ý á, thì ý được phải bằng thiền định mới loại trừ được, ý bằng thiền định mới cản được. Ý là gì? Ý chỉ có ba cái thôi: tham sân và si. Nhưng trong si sừng là tà kiến, mà những cái này không ngăn được, đừng nó không tham, nó tu gì đó cũng đau không thể được, cái tham nó dũng dở, thí dụ tà kiến
không giữa đừng có tà kiến. Thí dụ người nó vô cái nói rằng là các ngươi cái giới đầu tiên á, các ngươi đầu tiên là không được là giao điều. Cái đó khó hiểu được thế nào giao điều, không không phải giờ có người là khai thì thầy giáo điều. Bây giờ tôi tin Phật chỉ tu theo sách, tôi đọc theo sách thôi thôi, không đọc sách nào được hết á, thì cái đó có giáo điều hay không? Cái đó cũng quá quá giáo điều nữa. Nhưng mà khi nói vậy rồi mình nói học trò là chỉ đọc sách tôi thôi nữa, thì cái đó là giáo điều vậy. Nhưng mà biết, nhưng mà cái người giáo điều cho rằng cái đó ta là đúng nhất, ai đúng bằng? Còn hơn cả Phật, Phật ngay Phật nói rồi, dù có nghe rằng chính người ta nói đây là lời của Như Lai, thì mà suy nghĩ cẩn thận trước khi tin và hành. Chẳng phải nghe người ta đây là lời của Phật hay đây là Phật đó, cứ theo đó mà làm, cứ theo đó mà tu quá đâu. Ngay cả Phật cuối cùng Phật còn nói tất cả những cái pháp mà ta nói giống như chiếc bè qua sông vậy đó, từ trong nó có sự thực, cái tôi biết thật chỗ nào, chẳng phải trong nó hoàn toàn là sự thực. Như chiếc bè qua sông vậy, qua rồi dục bè giống đi theo. Thế Đức Phật cũng nói không có cái tin, cái đó ngài còn nhắc nhở. Thành ra những cái nó hơi khó một chút, thì cái này không thể cấm được, cái y không thể cấm được. Ví dụ nó không được tà kiến, tà kiến là sao, mình không tin Phật là tà kiến như gì. Nhưng mà người ta tin á, tin nếu không giải thích rõ ràng cho họ thế nào là tà kiến, thì biểu rằng các ngươi đừng tà kiến, sao các ngươi đừng giao điều, sao biết được. Nhưng mà có biết rồi thì nó thiệt trong Phật giáo ngay từ bây giờ này, biết bao nhiêu tà kiến tin ma tin quỷ tin những điều mà không tìm thấy chỗ nào trong kinh điển hết á, người ta vẫn tin như thường là sao. Anh là thế nào là tà kiến, thế nào không tà kiến, khó lắm, phải học biết được. Cho nên đưa đặt những điều luật đó thì người không hiểu được cái luật dục giới. Luật dục giới rõ ràng ngăn cản thân và khẩu trước, còn cái ý là phải tu tập thiền định lắng xuống, phải học hỏi. Mà học hỏi là không ăn thua gì, học trong mà tu tập, tức là trong cơ thiền định ta mới biết rằng cái thân thể ta có thở vô, chỉ cần hơi thở không, quan sát hơi thở, trong hơi thở những ý thức tạp nhầm nó khởi lên, do đâu nó tạp nhầm nó khởi lên, ta xúc cái gì, nãy giờ ta xúc cái gì, xúc từ từ sắc thanh hương vị hay xúc từ ý, những cái này xúc nó khởi lên, và ta nghĩ tại sao xúc này, ta làm sao có chặn nó, có không phải nó chặn hay không, chừng đó mới có thể được, chứ không thể nó cứ khơi được. Cái trong kinh Phật học Phật không thể nó khơi được, không thể giảng xong rồi người nghe như vậy là thấy người ta hiểu rồi, không không xong đâu. À, cho nên trong cái dục giới biệt đó, thì cái này bây giờ thoát là nghe, thì thứ hai đó thiền định, cái luật nghi này gọi là tịnh lự luật nghi. Đây là thượng giới nha, thượng giới đi, cái này là dục giới nhé, thượng giới tức là sắc vô sắc giới đó. À, cái này nha, à, thì cái này tịnh lự luật nghi, tịnh lự tức là thiền định, là thiền đó, nó thiền thôi. À, tôi nói luôn cả thiền định nhiều người phản đối. Tôi nói Phật giáo thiền định chỉ có thiền thôi, và định mới có thiền định, nhưng mà hai chữ mình ghép lại nó cho đủ luôn, thiền và định. Trong thiền có định và trong định có thiền. Ừ, nhưng trong thiền có một nửa định thôi, mà trong định có toàn bộ thiền, nói chung là thiền định. À, dục giới có cả thiền và định, nhưng mà sắc vô giới chỉ có định chứ không có thiền, đó là vậy đó. Nhưng mà tính lượng đây là chỉ thiền, thiền là chính. Mấy cái thiền nào có định hết, không có định chúng ta thành thiền. Tại vì trong thiền nó có mấy chi, thí dụ sơ thiền này, nó có hỷ này, tâm tứ hỷ lạc và nhất tâm, tâm là định đó, mình gọi là tâm, cho đó nó gọi rằng là chittasya, tức là chittasya, chittasya ekobavi, hay nói tiếng Phạn là chittasya. Rồi rằng là Akarata, tức là tập trung tới một điểm, tâm nhất cảnh tánh Ekakrata, Ekakrata. Thì tỉnh lợi nha. Thì thường giới khi đây là khi phải thọ giới mới có phát nguyện, còn đây tỉnh lợi này khi mà chứng, ví dụ chứng sơ thiền, thì trong sơ thiền này có khả năng bảo vệ mình không cần làm. Cái này mình nói rõ một chút là vì sao? Vì là tất cả cái dục giới có cái thân khẩu nghiệp, có sắc sanh, có trộm cướp, có tà dâm, có nói láo này nọ kia, còn cái tịnh lự luật nghi đó là thuần túy tâm, có thân với khẩu, cái trạng thái nhập thiền. Thì bắt đầu còn thở vô thở ra, khi lạc cái lên
cái là thuần ý tâm. Thành ra trong cái trạng thái cái tâm lý của vị này sinh hoạt nó chỉ có nên sơ thiện giữa năm cái trạng thái hỷ, tức là thái khinh an, thân thể nó nhẹ nhàng, nhẹ thì cảm thấy như bay bổng, nhẹ cảm thấy bổng kể như mát lạnh trong người đó, là thái nhẹ nhàng, nhẹ nhàng cao, nhẹ nhàng thấp, trạng thái khinh an. Như hai khinh an khác nhau, khinh an này trong khinh an của thiền này, khinh an hữu lậu, khinh an trạng thái nhẹ nhàng thôi. Còn khinh an, khinh an mà trong cái gọi rằng là bảy chi bồ đề, bảy giác chi á, khinh an trong đó khinh an vô lậu, gọi là khinh an đó gọi rằng là tâm tham, tâm tham, tham gì quên rồi tâm tham nhiễm, thân tham nhiễm, tức là tâm nó dẻo và thân nó dẻo, mình có thể sử dụng lúc nào được. Cho nên khi ở cái tịnh lợi đó, đó là cái khi năng của vô lậu, khi năng của vô lậu có sử dụng thân tâm một cách tùy tiện. Thì khi mình nhập tịnh lợi rồi thì mình ở trong cái trạng như là mắt không nhìn, tai không nghe, không cái gì cả, thì không mắt không nhìn không thấy thì làm sao sắc ra ai, con mũi nó đúng đốt mình cũng biết, con mũi đốt nó đâu có đập mình chi. Và ăn trộm thì đương nhiên là không rồi, tất cả cái dục của dục giới, cái sắc giới không có cái ái dục nữa, nên đó là cái dục của cái dục giới không còn nữa giới, nên tất cả những cái đó không có, không có tự nhiên, không cần làm thôi. Thì cái này cái luật như một cách tự nhiên của tỉnh lự, khi mà chứng sơ thiền rồi thì không làm cái này nữa. Thì trên thường giới như vậy đó, cái tỉnh lự cái này mình cần biết, mình biết thì sơ thiền mình biết. Còn cái thứ ba vô lậu luật nhi ba cái nhé, trong này nó khác nhau một chút này, cái thường như tính luật nhi do năng lực thiền định, đây là do một cái nghị lực nó có sẵn mình tạo ra, một cái phản tự nhiên của cái tâm mà trên cái sắc giới mình khi nhập định rồi hay đó, hoặc là khi tái sinh lên thường giới rồi á, thì trên nó chẳng có thù hận gì, luôn trong trạng thái tất cả chúng sanh ở trong phải đều có là hỷ lạc và định, mà trong thầy luôn luôn hỷ lạc người nào muốn vậy hết thì giận ái, mà luôn luôn là lạc, có cái lạc thọ rồi thì có khổ thọ nữa, thì làm gì mà cấp độn gì nữa, giận dữ không có. Ở dưới đây trên cái sơ thiền mà có đặc tính nữa là sơ thiền, trên sơ thiền này do không có cái ái dục như ở dục giới, cho nên cái tâm lý trong trạng thái sơ thiền á không có nam không có nữ này, nhưng mà trên đó thì trong sách mới kể nè, tức là phàm thiên á, thì cũng hình nam, đó là vì sao, và cái chúng thiên tất cả cái sơ thiền của người nam hay không có người nữ là vì sao. Thiệt ra mình nói BD thì cũng kỳ, vì ta có cái dục tính, có cái ham muốn dục lạc như ở cái thế gian, mà cái gì không cần thiết á, thí dụ như là cái sinh dục của dục giới nó cần có nam nữ, vì đó là cái nhu cầu cần thiết. Ở trên này có những cái gì trong Phật giáo mà cái gì không tác dụng ở đó không tồn tại, trên nó không có ai dục thì những gì công cụ cả gì không tồn tại, nhưng mà ở trên đó người ta thích làm nam là vì ở cái dục giới này này, cái thân nam á, đương nhiên là cái người nam cũng bao nhiêu ưu thế hơn, khỏe mạnh hơn này nọ đó, cho nên ta muốn làm thân nam. Với là hồi xưa thì người nữ sinh trong thế giới người nữ khổ lắm, độc lực giữa đông tây nam bắc như vậy, từ bên tây tới Ấn Độ tới Chạy Già tới Phi Châu, rồi Hồi giáo Phật giáo gì cũng vậy thôi, Phật giáo cho rằng nam nữ bình đẳng này nọ, chứ trong cái lịch sử Phật giáo, trong cái lịch sử truyền bá, ngay cả trong tổ chức tăng già cũng vậy, trong cái tỳ kheo thì khi nó bình đẳng, ngày nay nhiều khi người ta có những cái lầm lẫn, người ta nói thế này thế kia rồi tạo ra những mình ta không hiểu, trong cái luật có những cái lối xử rất là bình đẳng. Còn người cha học luật thì chưa biết gì, cứ nói bậy không thì tôi cũng nói. Nhưng mà trong lịch sử Phật giáo, cả Nam Tông, Bắc Tông, quả Đại Thừa, Tiểu Thừa gì cũng vậy, có thai bực cái thường người nữ. Thì ngay như Việt Nam vậy thôi. Bây giờ, ví dụ như bên thầy thì có quyền bận áo vàng, bà Niên thì phải bận áo vàng, thì bận áo lam thôi. Thế đâu có bình đẳng đâu. Trong Phật hồi xưa thì cũng y giống nhau hết á. Là Tăng Già Lê. Thì tăng nhờ lấy bao nhiêu lớp vải, bao nhiêu thế nào,
tỳ kheo tỳ kheo ni giống nhau, rồi Uất Đa La Tăng gọi là thượng nghi đó, nó giống nhau, không có gì khác trong hết đó. Đương nhiên là người nữ có thêm những cái y phụ vì vấn đề vệ sinh, vấn đề người nữ, còn những cái phụ người nam có nó khác nhau một chút. À, nhưng mà tôi đố Việt Nam bây giờ bà ni mà thừa lên mấy bà già quá lớn tuổi quá bận hậu vàng rồi gì ấy không nói, nhưng mà ni có con trẻ trẻ là chừng 40 tuổi xong bận cũng bị la bây giờ đấy. Nó bạo gan lắm thì bận nữa, nhưng có đặc biệt lắm ấy. Nó đặc biệt, tôi nói ngay như cô Tri Hải hồi xưa đó ấy. Ai biết được tất cả cái Việt Nam không có cái thế hình ni á, thế hình ni mà đặc biệt của ai Ngô Tri Hải đâu, nhưng mà hồi dạy văn hành nó mới thể cho nó điều như bài đặt chạy tăng cũng được. Rồi cho nên mấy thầy ra ngoài ngoài học ngoài trường á, rồi mấy bà vô sư ở trên mấy dạy học thì dưới ngồi cắm đầu nghe trong kia dạy không nghe. Đó là khi mà cô thịt phân biệt nó buồn cười lắm. Mấy cái kia thì nói là hòa thượng nữa, giác linh phụng vị giác linh linh tiền, còn nó chân linh còn thể tại sao nó vậy. Mấy ông nói là hòa thượng chắc gì đạo đối hướng cô chắc gì ta trên hướng cô, không nói hồi xưa tổ đặt tổ gì tổ thầy cúng tổ gì mà tôi làm bậy, tôi đổi cho tôi làm bậy. Bài đặt nó phân biệt kỳ lắm, trong Phật giáo vậy không có giải thoát được. Nhưng mà cái luật mình đặt có không phải không, mà cái luật nó phân chia cái giới hạn có. Đương nhiên là nam nữ không thể ở chung được, không thể ngồi chung chỗ được, không thể ngồi lùn xộn được, không biết rõ ràng. Nên đương nhiên phải là ăn ngồi trước ăn ngồi sau, chứ có một trật tự chứ rồi ai nó tại vì ta tăng dành ngồi trước rồi ý như bình đẳng tăng dành ngồi trước lùn xộn, không có quy định rõ ràng, cái trật tự sao có rõ ràng. Nhưng bây giờ ngay bây giờ thì cái thế giới luật pháp đầy đủ rồi, nhưng người đều phải thiệt thòi, người nữ dám đi đêm một mình không? Nó đơn giản như vậy, nó có bà tổng thống nữa mà đi và có người hộ vệ, chứ còn cái ông tổng thống không có giỏi võ ông điền mình, ông quản lý ông điền mình ấy. Cái trừ phi mà cái ám sát hay thù oán nó theo nó giết thì không nói, nhưng thường thường dễ nhỉ, thành ra nó còn có cái giới hạn của nó. À, cho nên chỉ ta nói sinh lên trên phạm thiên nó thích làm người nam, chứ thực ra không Việt Nam nữa. Cho nên chỉ trong cái mình mà nói rằng muốn giải thoát người nữ, tôi muốn làm thân nữ nữa, đơn giản thôi, cứ tập chứng sơ thiền rồi sao khỏi làm nữ thì khó cần gì hết, khó cần vạc sanh cực lạc, khó cần cái đâu hết, ở ngay cái thế giới này chứng sơ thiền là đủ. Nhưng mà để chứng sơ thiền khó, niệm Phật vạc sanh cực lạc, vạc sanh cực lạc cái bên dễ dàng hơn, niệm Phật cái làm gì cũng biết, cứ niệm vạc sanh mà chẳng ngại đợi gì cái chết rồi mời mấy cái ông để có cái nhóm cư sĩ đó, họ theo tụng cái hình đổi là tuyên bố vãng sanh rồi thì lên nhập liệm nó dễ dàng hơn nhiều. Còn tu thiền sơ thiền cả đời, tu hành tọa thiền cả đời ngày 4-5 tiếng 6-7 tiếng thì 50 năm 10 năm chưa chắc thì đặt cái sơ thiền cho nó chưa, nó khó đây. À, thì cái thượng giới đấy, cái luật nghi đấy, mình hiểu cái luật nghi của thượng giới đấy, thì đây là do cái năng lực thiền định, năng lực nước mà năng lực thiền định nó thành tựu do nghị lực, tức là cái nghị lực ta vượt qua những cái, ta vượt qua ngay cái dục giới bằng cái năng lực thiền định đó, ta đối trị những cái đó rồi. Tất nhiên là dục giới muốn tu thiền phải có giới, có luật đàng hoàng, có ngũ giới đàng hoàng, cái tu thiền nó vừa điện cấp vừa ứng trụ giúp người, phải chân sơ thiền nói đâu, có cái đạo đức tối thiểu, dù có theo Phật không theo quy không quy, có cái đạo đức cơ bản để chứng sơ thiền. Tức là ngoài đạo có thể chứng sơ thiền, họ tới đặt tiến độ chứng sơ thiền, họ đâu quy Phật đâu, nhưng mà cơ bản có đạo đức. Chứ mình cắt trộm mua vỏ thì mình đi học để mình giết người này nọ thì nhiều lắm, đặt khi công 12-13 thành gì đó không biết, nhưng mà cái đó không thể là sơ thiền được, có thể nhập định rồi tập định, nhưng mà trong có cái lạc như sơ thiền được. Cái người mà học võ giỏi để mình giết người, mà khi nằm trong thân thể có thể khó mà nhàn, nhưng cái tâm sân nó có, tâm sân trong nó phản ánh lên mình đơn giản lắm. À, nên cái giới tịnh lợi còn vô luật ấy, đây là cái luật như do huệ. Cái người mà thấy nguy hiểm rồi, thấy đâu là đây là nguy hiểm, đâu là tốt đẹp rồi, thì không bao giờ đi sai đường. Kinh nói đó, khi những người mắt sáng tắt tránh chỗ hiểm nghèo, kẻ tri ở trong đời là đây thì như nhân thế hữu thông nhân năng ấy, người ấy, người mà cả trí trong lời thì luôn luôn tránh tự động tránh sai, thấy rõ rồi đó,
trong Vô Lậu Lục Nghi Đầy, Vô Lậu là thánh giả. Bây giờ nó chứng thí dụ như là mình cái vị thánh giả sơ sơ cấp á, gọi là dự lưu Tu Đà Hoàng đó, chỉ diệt ba cái tùy miên thôi, đây là diệt sạch á, còn bên là trấn áp không có diệt, tịnh lự trấn áp không diệt, đây vô lậu đây là diệt tiện diệt cho thấy huệ. Năm đầu á Quang Thánh Đế tất nhiên là mình trao, tại vì sao tạo những nghiệp bất thiện và mê khổ đế mới phát ra những phiền não. Khi mê khổ đế trong người nó là ngấm ngầm quy luật định số 15-7 rồi. Mê khổ đế là gì? Mình không biết rằng đây là khổ, là một sự thật chạy trời không khỏi nắng, và lầm lẫn cái nguyên nhân khổ đế nữa, mà nó khổ nó có thể thay thế được. Đấy, thành ra bây giờ tự, tự cao nè. Thì cũng như mấy cái sứ Đông Ngô đó, tôi biết là một số người người Việt Nam á, hồi xưa còn con nít ở bên học đại học là hai cái chùa là cho tôi biết á, cũng tin Phật rồi lắm, nhưng qua xung quanh ao qua Đan Mạch thời gian sau đó, thì cái sứ đó thế bệnh thì có bảo hiểm y tế vô khỏi trả tiền, thất nghiệp của nhà nước nuôi, thấy như vậy đâu đang hiểu rằng vì sao được như vậy. Thực sự ra ngay bây giờ chú đâu bắt đầu nó báo động rồi, không phải như trước nữa, nhưng mà liệu là nhà nước nó cố chứ không phải là như mọi người hưởng đâu có biết, tất cả khó khăn đó như người làm kinh tế họ sao làm được như vậy đâu có biết, cho vậy là ngon lành rồi. Không tin Phật thì sao không tin, tại vì thấy rằng còn tin không biết rõ không tin Phật nữa. Nói với ba má nó nhiều câu, ba má nó kể lại tôi biết nó còn tin Phật nữa, hồi nhỏ lên chùa rồi để nó thầy bảo nó tin ghê lắm, nó còn tin. Bây giờ cần diệm Phật, bây giờ bệnh viện có nhà thương có bác sĩ, cần diệm Phật, cần diệm nghiệp báo luân hồi, đâu có thất nghiệp nữa thì đâu cần gì, mà nó có chết đâu biết, đâu cần là chết thì có thiên đường địa ngục có nhà báo gì đâu. Thành ra đó gọi là mê mờ khổ đế, từ đó những từ từ miên khác xuất hiện trước hết, nó sinh những cái kiến chấp điên đảo thân kiến để cho cái thân mình nó chả có khổ gì, là mê khổ đấy. Tất nhiên là mê khổ, mê tập, mê diệt, mê đạo, mê từng cái một. Ví dụ mê khổ đấy nó sinh ra tới 10 cái tùy miên, chỉ khổ không là nguyên nhân khổ đấy nữa, nguyên nhân khổ đấy sẽ là bảy tìm cái này thôi, đừng có nhớ nha, tôi nói vậy đó. Tất nhiên là do mình mê lầm, khi mà thấy được khổ đế, thấy được một phần khổ đế, thấy mà căn cứ đến cái thân này ấy, mà những khổ đế liên hệ cái thân á, thì nó diệt trừ được ba cái tùy miên, thực ra năm cái tùy miên là trong kỳ ba cái tùy miên dẫn đầu đó là thân kiến, là cái thân này cái đó là cái thân này là không mê mờ khổ đế nữa, cái thân này chắc chắn nó phải là khổ thôi. Thì có nhiều người nói rằng là bắt buộc khổ đấy đó, sợ cái chuyện tình lang và điệp đó, thành ra nói rằng có khổ đấy, khổ đấy mê mờ. Thực sự ra mê mờ chính á, cái khổ của cái thân đó, nó có ba cấp, người ta chia một cấp là thôi. Cấp thứ nhất đó là khổ thọ, tất nhiên khổ thọ một cái khổ của thân này á, ta biết rồi, đau như ốm bệnh hoạn đó, thì cái này là có là cái khổ đấy, khổ đây là cái khổ thọ. Nhưng mà cái cảm giác một cái xa nữa đó là gọi rằng là hoài khổ, tất cả những cái gì tồn tại đấy tới luôn đó nó mất, lúc đó ta mới thấy khổ. Bây giờ sống trong gia đình hòa hoãn vui vẻ như thế này, danh vọng như thế này, đi lui tới như thế này, ngồi trên cái tháp đôi mấy tầng trên đó, chỉ trong một một thoáng chốc cái thành tro khói hết, lúc đó mới thấy là cái khổ của đó, cái khổ này thì nó cũng đơn giản chỉ là khổ thọ, tức là khổ thọ là do rằng ở bên ngoài ngoại cảnh, do thiếu ăn thiếu uống, do tao đánh đập, do nóng do lạnh, khổ đó là khổ thọ, tức là khổ do khổ thọ, còn khổ do hoài khổ cái này cũng khổ, đương nhiên một cảm giác khổ, nhưng khổ này thực sự ra những người có trình độ là mới thấy cái khổ. Nhưng khổ cuối cùng, khổ dẫn sanh tử, khổ đó là vô thường, sanh diệt, tâm từng sát na một, ta sinh ra và ta chết trong sát, bao giờ thấy cái vô thường là khổ. Đó. Thành ra nhiều người thì sợ chuyện tình lang và điệp, cái nó Phật giáo bi quan nó không khổ đâu, Phật nói cái lạc nó cái khổ và bác bỏ cái khổ, mà cố chỉnh lại cái Phật giáo cái này sai lầm hoàn toàn. Nước Phật nói rõ mà thế gian là nhất mực khổ thì Như Lai chả xuất hiện làm gì, tại vì có cái lạc có cái khổ, nhưng mà người ta giữ cái khổ nào là khổ chân thật, thật khổ, mà cái lạc nào là chân thật, đừng có mê mờ,
Ông Phật nói thế gian này toàn làm không có khổ thì Phật chẳng ra đời làm gì. Cũng như trong kinh cái huyền thoại cái số Bắc Câu Lâu Châu đó, chẳng chả bao giờ khổ. Đó là cái xã hội nó thứ nhất là vì không có cái tư hữu, tất nhiên là không có cái của riêng. Và đương nhiên là cái thế giới đó thì nó cũng vừa phải thôi, cái thứ nhân mạng thì cũng có của riêng nổi. Thì của trong thiên nhiên có sẵn rồi. Trong thời đại mà gọi là thời đại cổ lai hy á, thời đại đó thì cứ ra để trên cây trên cổ trên rừng đó, gọi là săn bắt hai lượm á, thì làm gì thì có gì tranh chấp nhau, đồ cây có gì đó, rau trái lá cỏ nọ gạo thóc gì ngoài ruộng có sẵn rồi, cứ lấy mà ăn thôi. Nhưng mà cái thiên nhiên quá hạn, thành ra phải tích lũy, mà là tích lũy á, thì người mạnh thì lấy nhiều, nghĩa thì lấy ít, nó sinh ra mâu thuẫn chứ thu nhập đó, thu nhập nhiều thu nhập ít. Thì có người bằng cái khôn ngoan không cần thu nhập, ngồi một chỗ vẫn có dư hơn người thu nhập nhất thường, không có nói chuyện bóc lột, bằng cái khôn năng để người ta có thể thu nhập nhiều, mà từ cái khôn ngoan đó vượt qua khôn ngoan của mình làm ác vừa phải thôi, nó thì nó thật ra những cái xung đột xã hội, nó tạo ra những cái xung đột. Cái khổ đó là gì? Khổ đó là người ta không biết rằng cái vô thường từ khổ nào mà ra mình. Cho nên chỉ thế gian không không hoàn toàn lạc mà có cái khổ. Thiên Đức Phật ra đời chỉ cái nào lạc thật, phải hiểu rõ cái này, nên bỏ hai cái khổ và lạc, và nó chỉ Phật giáo chỉ thuần lạc nói như vậy là sai, và nói rằng vô thường không có khổ cái đó cũng là hoàn toàn sai. Muốn giải thoát phải quán vô thường mới thấy cái khổ. Cũng như bất tịnh vậy đó, cũng nói rằng cái thân nó có bất tịnh đâu, phần bất tịnh đó là sau thiên thắc của chư Phật nó bất tịnh, là hoàn toàn sai. Những người Bà Luân hỏi Phật á, này Sa Môn Gotama, ông dạy cho đệ tử ông quán thân này bất tịnh thì chê bai cái thế gian này là bất tịnh phải không? Phật không, không phải. Tại vì á, vì sao có dẫn tới khổ là vì tham. Tham gì? Tham là cái thân này là cái chính. Thì khi nào tôi quán bất tịnh, thấy thân này là bất tịnh, không còn tham nữa, mà hết tham rồi thì tâm trong sạch. Và khi mà thả tâm trong sạch, thế gian này trong sạch, rõ ràng. Thành ra bác bỏ được thân này không có bất tịnh, chỉ thêm vào sau này thì cũng trật lắc. Cái nhiều cái đó mà sau này mình không đọc kỹ thì mình cứ tự động mình sửa đó. Không trong kinh có gì sai đâu, cũng có cái là thêm thắt. Nhưng mà cái thêm thắt là do đâu thêm thắt, hoàn cảnh phải hiểu, chứ không thấy nó cái thêm trong Phật nói, cứ cho rằng cái này Phật nói. Phật có nó có cái ẩn ý, có chỉ có thể, ví dụ như ta học chẳng hạn, như trong cái toán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con số nó có số vô hạn. Ta chưa biết gì, ta nói, ui, làm gì có con số vô hạn, 1, 2, bao giờ có con số, bao giờ có vô hạn. Nhưng mà tới một trình độ nào đó, ngay cả lịch sử nhân loại tới trình độ ta biết con số vô hạn, còn khởi thủy cũng chưa bao giờ biết cái vô hạn là gì. Từ ngay cứ Hy Lạp đầu tiên đó, thì tới Anaximander thế kỷ thứ ba ông phát minh được con số gì là cái biết khái niệm về vô hạn. Trước đó mới biết cái vô hạn là gì, không thể có thể có một cách đơn giản được. Nên hiện tại động tử mà cô muốn tập muốn thâm nhập Phật pháp á, 10 năm ở trên núi để quá cái mật biển, để quá cái vô hạn, khi hiểu được cái vô hạn, thâm nhập nó cảm nhận vô hạn, chừng đó vào Phật pháp rồi chúng ta đơn giản đâu. Quán mặt biển, nhưng mà thực sự lên mặt biển nhìn trên cái biển, bao giờ thấy chân trời có một dạng lưng trước, chứ không thể thấy cái vô hạn được. Khả năng ta không bao giờ thấy cái vô hạn được, nhưng mà tất cả những người học toán biết rồi, có cái vô hạn tượng thế, không có con số vô hạn, không thể làm được cái gì, cái nhà 15, 16 tầng không có con số vô hạn, không thể làm 16 tầng được, mà làm lên nó cũng sụp á. Phải có con số vô hạn mới làm được, cái điều đều chắc hết rồi. Người nào chắc thì nó không biết đâu, không biết con số vô hạn là gì đâu. Cho nên chi á, trong kinh Phật có cái chưa nói mà ta không hiểu, cứ rằng ấy cái này Phật nói cái đời thêm sao, làm sao cái cho mình nó phản thì nó hơi quá đáng. Này tôi nói mấy cái vô lục, tất nhiên là phải thánh đế đó, đầu tiên cái thân kiến đó, mình dựt từ cái thân kiến. Mà muốn thấy thân kiến thử là quán vô thường. Không quán vô thường không thể cái dược thân kiến này được. Quán tới mức nào? Quán tới mức mà sâu xa thấy dược được cái vô ngã luôn. Tới cái vô ngã luôn thành A-la-hán. Chứ còn đầu tiên là quán vô thường. Người thấy cái mức quán vô thường, chỉ vô thường cái thân này thôi. Là tạm thời cái đó. Mà vô thường cái khổ, cái khổ thòn cái đó.
từ từ cho quan cái hành khổ, cái khổ là hoài khổ, cái hành khổ, cái hành khổ ba cái khổ chứ có một cái khổ. Cái khổ là khổ thọ, đó là do là mưa nắng rồi cái khác, muối mỏng là những khác, nhưng mà khổ là do rằng là cái đó còn đó mất đó tiếc nuối. Còn khổ là khổ trong đường sát na, là ba cái tên là vô lượng, thấy được cái chân đế khổ nó thân kiến. Và giới thù cấm tức là cho những cái tu những cái này không giải thoát, tu những cái giải thoát thành là cái năng tu theo của tôi vậy, cái tôi không giải thoát được đâu, cái đó hoàn toàn sai. Đấy. Tức cái thứ hai là căn tánh vô hạn trong như là chủng chủng giới. Trong Phật có gọi là chủng chủng giới, trí lực giới đây là căn tánh của mỗi người. Người tham ít tham nhiều, xin nó có người ăn có tham tham ít tham nhiều, nhưng có cái tham nó thành ra tính, một cái tính thành ra tham. Đấy. Có người sân cái nhà có sao, có người có cái sân trở thành nó dũng mãnh, mỗi người cái sân thành nó ác, có hai cái trước ở trong con người nó có lật đi lật lại những cái thiện cả, nó giống như lật bên này bên kia thôi, mình không hiểu được cái tâm lý mình đâu. Cái người mà gọi rằng làm việc cũng buồn, cũng làm cho nó nhanh cho nhẹ cho nóng nảy, người đó nhiều khi người ta buồn, người lớn tâm muốn làm nhưng người đó không khéo có thành người hung dữ. Đấy, là tại vì nó có một cái ý chí mạnh quá mà lấn lướt người. À, cũng như người tham nó có cái tín tâm nhà cửa sạch sẽ lên bằng Phật lau bông hoa đàng hoàng, cái đó có cái tham, nhưng mà cái tính mà tính nó không biết cách nó trở thành tham. Đó đó là nhiều khi tham này bây giờ nó ngồi mình nghĩ rằng là thân thể này chỉ đẹp đó rồi muốn tham cái thân thành ra y phải thiết đắp y áo quá đầy đủ oai nghi được rồi, y phải thế này phải lại thế kia này, không những thì y xanh như vàng cái đó chui vào sao phải đi nhiều chuyện lắm. Thì làm giống như hấp bội lên lên lại phòng giống đi lên lên sân hấp bội đó, người ta đâu vậy cho bộ cho đẹp vậy, ông Phật cũng mới thấy na, ông Phật mới chứng na, nó cũng kỳ lắm. Người ta lên đạt nó phải múa máy rồi với đẹp đẽ rồi lên chắc lên ông Phật, ông Phật thấy đẹp cũng mới khen cho lên trước bậc Phật thấy xấu quá, ông Phật nói tôi xấu quá đi xuống. Chỉ có lên Phật đừng vô lên ở trần nó được rồi, mà nếu có tâm thanh tịnh ở trần chẳng sao nữa đó, chứ không đơn giản. Trong lưng trong thiền có nhiều cái chuyện hay lắm, thôi mình nói dài dòng thì đó là về vô lậu lục nghi hả, là gọi là giới giới tụ cấm, tức là có hai cái trong giới này, một là bằng phương pháp nào để cho tâm ta thanh tịnh và bằng pháp nào để ta thấy được giải thoát mà ta đạt đến giải thoát, cả hai khái niệm đều rất khó với người. Thế nào là tâm thanh tịnh đó là một vấn đề, và thế nào là giải thoát là vấn đề, chưa có khái nào về giải thoát là gì, cứ mơ hồ cách giải thoát. Trong cái trạng thái như mình ngồi thở vô thở ra ba cái thấy nó nhẹ nhàng thấy nó khoan khoái thì cho đó là đây là con đường giải thoát, người ta đó là được, cứ cho vậy là giải thoát, mình nghĩ như vậy là đủ rồi, chỉ cần dừng đó là đủ rồi. Rồi mình tưởng tượng ra mình nó cùng mình cảm giác mình thở vô thở ra mình nó bây giờ ta cảm thấy sung sướng, tại vì ta như một đám mây bay lơ lửng giữa trời sung sướng thanh thang, là thế là giải thoát, và mình nghĩ như nó là giải thoát hoàn toàn sai. Mình cho đạt tới cái một khái niệm giải thoát là cái gì, bao giờ cái tâm hoàn toàn không còn suy nghĩ gì nữa cứ thử mà biết, nhưng mà phải nhớ thử vô pháp, mình thử những cái tầm hóa trăm áp để từ đầu tới cuối không có một chút ý nghĩ nào của tâm thanh tịnh. Đây là giống như người tập thiền lấy đo não đó, đo từ cái sóng gamma tới cái sóng alpha tới cái sóng delta theta nó xuống tới cái độ mà cái sóng dao động não nó chỉ còn chừng là 3 Hz số 4 Hz 2 3 Hz thì đến số 0, cái đó mình biết rằng là cái cảm giác mình như thế nào, đo mà nó còn tới 15 16 Hz mà chưa biết gì cả, đây là nó đo đó, chứ còn ngoài đó không cần. Cho nên chi mình sẽ đạt tới thực sự ra thế nào là tâm thanh tịnh ta chưa hiểu đâu, tâm thì cỡ nào ta chưa hiểu đâu, chưa được hưởng cái nào chưa đi hiểu đâu, mình phải thực tập một thời gian sau chứ có chuyện có nhiều người lầm lẫn. Thí dụ ra thiệt ra chẳng có điều kiện gì mà dẫn, hồi xưa các một số tỳ kheo ở trên đường trên núi dẫn ai cả suốt cả năm tháng trời không có một chút sân si lấy mộng, chả có tham gì, đi ôm mình bắt khất thực về thôi, tưởng mình giải thoát về tới kiện tình về nghĩ thôi thì xuống dưới này có thể hướng dẫn các vấn đề về trong cái chuyện tinh xa lớn, ngập vấn đề đó tôi giải thoát rồi không sân si gì để lấy làm cái trạng thái a la hán, ở thời gian xuống đột nổi nhiều khi nổ quậu trên nặng lắm,
Ủa sao ông A-la-hán sao nổi giận ta vậy? Cái mình biết là mình sai, lúc đó mới biết là thanh tịnh không thanh tịnh. Chứ khi mình làm một thầy lớn ai dám chọc, cỡ như tôi ai dám chọc giận tôi, không giận tôi bỏ tôi đi, mà ai dám học cho mệt á. Thế là mình thấy là út nãy giờ tôi cũng giận, cả năm mà tháng trời không giận hết, cười vui không, không giận bất cứ ai hết đó. Nhưng mà thử thử rồi biết, nó thiệt sự ra không cần thử gì, đi ra vấp một cục nhà cái đổ gỗ liền, cái không đủ một nhà nổi nổi một cái nó cứ bực lên chút xíu thôi, đó thầy cũng xong đụng một nhà cứ bực nổi nó nghĩa là không giận ai, nó đổ đá không nhà lấy cái tay đấm một nhà, nhưng mà nó bực lên liền, bực với mình hay bực với cái gì không biết, nhưng mà chắc chắn có cái bực bội khởi lên, không tâm không bình tĩnh được, mà cái chất cái gì đó không biết, nó không biết thế nào là thanh tịnh đâu. À, thế nên gọi là lục nghi, là hai cái đấy. Làm thế nào để tâm nó thanh tịnh và làm thế nào tâm ta giải thoát, chứ không phải cứ đọc sách giải thoát là không tham không sinh là giải thoát. Tôi có tham đâu, tôi tham tiền bạc là tôi có sân, nó ai chặt tôi có giận đâu. Ừ đường đó rồi biết ra mà đi được đường, tự nhiên cái hố cái sập cái hố một cái. Nếu có nhiều người thì cái mấy cái ông đang chính quyền đấy, ấy mấy ông giao thông thì không lo, còn không bình thường thì cũng cũng hơi bừng chút, không cách gì mà khó lắm. Đừng người là có đạt cái mức nào mà sầm ấy vẫn vui vẻ rồi cười rồi, hiếm có, hơi quạo một chút, hơi bực một chút, hơi khó chịu một chút, tất cả cái đó là có, thì đó là chưa thể gọi là giải thoát được. Thì cái tôi nghĩ nghi bôn thanh đế thì khỏi nói đi, nghi bôn thanh đế và ba cái, nhưng mà chính ba cái nghi này nếu mà thân kiến thì không có, thì nó sẽ nó diệt luôn cái gọi rằng là biên kiến, tức là cái thế giới là thường hay vô thường đấy, nó còn thường hay vô thường là sinh hay diệt, đoạn diệt cái không, đoạn diệt cái tồn tại có sau khi chết còn hay không còn, cái này nó còn nghi ngờ gì nữa là biên kiến. Còn tà kiến đương nhiên không còn nữa rồi, không còn tin ma tin quỷ, không còn tin phải làm thế này cầu khuyển lệ lục như thế này ta được giải thoát, cái này không còn nữa. Đó là ba cái, thì chính cái vô lậu luật nghi này thì trừ cái vô lậu nghi đó, cho nên chi một vị gọi là tu đạo hàng thì bốn cái gọi là bất hoại tính, cũng gọi là bốn chân tịnh, đó là tin Phật tin Pháp tin Tăng, ba cái này không bao giờ thay đổi, không bao giờ mà có thể làm lay chuyển được gặp mình. À, đó là một cái. Còn cái thứ tư là tin thánh giới, những gì mà giới Đức Phật nói ra, những gì mà điều khiển nào mà thánh hiền, thánh là các thánh giả giải thoát ca ngợi, cái đó gọi là giới, thì không bao giờ phạm nữa. Cho nên những người mà chứng tu tu hoàng những cái giới Phật chế ra không bao giờ phạm, nếu tại gia thì không bao giờ phạm giới tại gia năm giới, mà xuất gia không bao giờ phạm giới xuất gia đâu theo cái nguyện đó, đó là do giới, đó gọi là vô lậu luật, như cái phòng hộ tự nhiên không cần thọ dễ đó. Khi mà thấy thánh đế tức là thấy những cái đó là nguy hiểm, thấy những tốt đẹp thì đương nhiên tránh thôi. Thì như người mắt sáng mà tránh 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 tránh, tránh chỗ xem nghèo đó, rồi vậy là người có mắt sáng đi đâu thì hang ổ là tự động tránh thôi, không cần ai bắt buộc gì hết á. Hay là vô lậu luật nghi ba cái, nhưng bây giờ cái mình học là giải thoát luật nghi, còn ba cái mình nói cho biết để hiểu như vậy đó, mà để hiểu biết đừng có mình đừng có nói lung tung, đừng nói là vô thường, chả có vô thường chả có khổ, không có khổ thì chả biết vô thường là cái gì, khi nào có cảm giác khổ thì biết đó là vô thường, còn không có cảm giác khổ thì không có bao giờ vô thường, mà đây cảm giác không phải là khổ thọ đơn giản là khổ thọ đâu, những khi trái mình có cảm cái gì mình không bao giờ bắt lại được, mình muốn chụp là chụp lại được, luôn luôn muốn chụp lại cũng được, bây giờ dùng là cái chụp hình thôi, bởi vì tao cần gì, thành ra bây giờ tao muốn kỷ niệm giây phút này, tao muốn lưu muốn kéo dài biết cái phút này, ôi chúng thấy cười hay quá, cái nụ cười đẹp quá, trùng cái miệng như có ra cũng chụp, nó cứ tắt rồi. Khóc bây giờ đó chúng được đó, nhưng mà không bao giờ thấy đó, cái nụ cười đó tồn tại vĩnh viễn, nhưng mà chỉ tồn tại trong cái ảo giác, không có tồn tại thật. À, đấy. À, cho nên chỉ cái nhắc nhở vậy đó, cho nó vô lậu luật nghi. À, cái những cái trong kinh Phật à, đúng ra nó có thực tập cái chuẩn mực, à, tu thiền nó chuẩn mực, chân phải ngồi thở vô thở ra chừng 20 phút mà đủ thế là ăn, thấm thía gì, người tu căn cơ như mình nó tu ngồi 2 tiếng chứ thấm thía gì, 3 tiếng cho thấm thì tâm chỗ ổn định nữa.
Hy Lạp của cái sơ thiện cận định cho tới nó đừng nói cái gì cũng đơn giản đâu, có thực tập thôi. Thôi cạn đánh rồi, bây giờ nghỉ ha. Bây giờ nhớ lại ba cái thôi ấy, giới đơn giản à, dục giới này, biệt giải thoát là nghi, nhớ biệt là gì, giải thoát là gì em, lục nghi là gì, phòng hộ là gì rồi đó. Phòng hộ là cái chèo ghẻ đó em, cái mục ghẻ đó đó, cái thường giới sắc vô sắc tịnh nữ lục nghi có tu thiền thì tự nhiên có khả năng phòng hộ. Ở đây thay thanh đế, thanh đế có ba có mấy cấp đó à, thấy thanh đế như một vị a la hàm, vị dự lưu, thấy thanh đế như vị nhất lai, thanh đế đế như vị a la hàm và a la hán, thực là chỉ có ba bậc thôi. À, thấy thanh đế như vị dự lưu tu đà hoàng, thấy thanh đế à, như vị rằng a la hàm, mà thấy thanh đế như vị a la hàm, còn ngoài là thanh đế như bồ tát rồi gì còn xa thì mình nói tới bồ tát cùng quan thanh đế. Rồi bây giờ hết rồi, trong này do ai 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 nghĩ gì nữa không?